Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với DF rồi là Long. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình đang chơi và cũng như là cái cách mà mình đang earn được từ cái con game Critica này như thế nào. Nó rõ ràng hơn. Thì cái điều đầu tiên khi mọi người vào game á, cái điều tiên quyết luôn thì mọi người cần phải đạt được cho mình cấp 70. Không thể nhỏ hơn được ha. Bởi vì nếu mà ít hơn á, thì cái lượng tiền mình kiếm được nó rất là ít. Bởi vì ở đây ha, mình sẽ tập trung vào cái daily quest là nhiều nhất. Thì daily quest căn bản là level 15, nó đã mở cho mình được cái này rồi, là được 60 watt một ngày. Rồi cái level 15 này nó cũng có cả thêm cái nhiệm vụ này nữa. Tổng là căn bản á, lúc đầu là mình sẽ kiếm được 120 watt trên một ngày, có nghĩa là đâu đó khoảng 1 đô, gần 1 đô mùi không đó. Nhưng mà để mà đạt được 120 watt thì mình cần phải có thêm premium nữa, có nghĩa là premium của nó giá khoảng 260.000 Việt Nam đồng mùi ha. Đó thì Long thấy là bỏ ra như vậy để mà có được cái premium là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó tăng 20% kinh nghiệm cho mình leo level. Rồi cái thứ ba nữa là mình có thể nhận được phần thưởng x2 từ khi đi ải cho tới những cái phần thưởng như thế này luôn, và cũng như là cái phần thưởng theo tuần nữa nè. Thì nếu như mọi người hoàn thành theo cái chuỗi 5 ngày liên tục á thì nó sẽ cho mình các cái móc như thế này. Thì mỗi một cái móc như thế này thì nó sẽ có khoảng 300, 100W và 250, thì 350W. Đó, nó khá là ổn ha. Rồi, thì tại sao cần phải lên level 70? Tại vì khi mọi người lên được level 70 á, ngoài hai cái nhiệm vụ căn bản này ra nè, thì mình sẽ không thể nào làm đủ 5 cái nhiệm vụ hàng ngày để hoàn thành đủ cái chuỗi tuần. Đó, thì nó chỉ có hai cái thôi. Nhưng nếu như mình cấp 70, mình sẽ được mở thêm được nhiều cái nhiệm vụ khác nữa phía dưới đây. Đó, và có rất là nhiều. Thì 70 nó cũng sẽ chia thành nhiều giai đoạn. Khi mọi người lên 70 rồi thì nó sẽ có thể unlock cho mình tầm khoảng 5 cái nhiệm vụ, có nghĩa là căn bản là mình có thể làm được full cái nhiệm vụ để mình nhận được cái weekly achievement này nè. Tuy nhiên á, là nếu muốn nhiều hơn á, thì mọi người cần phải đạt cho mình những cái mốc nhiều hơn. Đó là ví dụ như cái này, mình cần phải đạt được cho mình cái điểm combat power là 250.000, rồi cái này là 400.000, rồi cái này là 150.000, rồi 110.000. Đó, nói chung thì cần phải đạt cho mình những cái mốc căn bản, thì sau đó nó mới unlock cho mình những cái phần này. Thì như ở đây mọi người có thể nhìn thấy nè, combat power của mình là 710.000, có thể nhìn ở phía dưới góc màn hình ha, chỗ cái hình nhân vật ấy, hoặc là mọi người mở ví, mở cái túi lên, bấm chữ Y mở túi lên thì chúng ta cũng có thể thấy được cái combat power đó. Thì khi mà cái combat power của mình nó càng cao thì cái nhiệm vụ nó mở ra càng nhiều. Tuy nhiên là để lên cao thì cái việc tiêu hao cái lượng watt và cũng như là kim cương mình kiếm được á, có nghĩa là mình tái đầu tư lại nó cũng khá là nhiều để đạt được cái mốc ở thời điểm hiện tại. Thì Long đốt chắc khoảng 400-500 kim cương rồi đó, khá là hao. Đó, nhưng mà cái mục tiêu của Long là Long sẽ lên 1M để là unlock hết cái daily quest này, kiếm cho nó ngon, nó dễ, với lại nhiều dễ tiếp cận được những cái mặt ải khác nữa. Đó, thì đầu tiên đó là về cái vấn đề nhiệm vụ hàng ngày là mình sẽ giải quyết rồi. Có nghĩa là ưu tiên lên level nè, rồi ưu tiên lên lực chiến nè, rồi sẽ kiếm thêm cho mình những cái quest thông qua cái việc là làm daily quest mới mở thêm. Đó là về cái phần daily quest. Còn cái phần thứ hai thì nó sẽ thú vị hơn và nó thiên hướng về cái việc kinh doanh và tư duy hơn. Nói chung là nó sẽ dễ kiếm tiền hơn cực kỳ luôn. Nhưng mà nó sẽ cần cái sự tính toán và cũng như là cái sự am hiểu về thị trường của cái server này. Thì đầu tiên thì Long hồi sáng, cái này là thư của hôm nay thôi muội ha. Tại vì là thường á, mỗi một ngày á, Long treo lên xong rồi Long lấy về, xong treo lên xong lấy về, thư nhiều lắm. Cho nên là sau khi một ngày Long thường xóa hết thôi, không có để đó. Thì của ngày hôm nay thì Long đã bán được cho mình một cái găng tay 7 diamond, nó trừ phí còn 6 diamond thôi. Rồi tiếp theo là bán được 10m gold. Thì hồi trước bán được 7 kim cương là bây giờ bán còn có 5 thôi. Tại mấy ông bán phá giá vãi ra, còn có 3-4 à. Đó, thì mình bán được 5, rồi còn 4 kim cương nhận về. Và cứ như vậy ha. Đó, mình bán được thêm một cái nữa. Rồi mình bán được thêm một cái đôi giày nữa. Thì nói chung là nó dao động khoảng 6 nè, rồi 4 với lại 5. Là đâu đó Long kiếm được 19 kim cương đúng không? 19-20 đó. Mà khoảng 7-8 kim cương là mọi người có thể quy đổi ra được một CTS rồi. Một CTS thì khoảng 0.7 đô. Thì cứ như vậy mình tính thôi. Đó, cái việc kiếm như thế này thì nó cũng hay. Rồi, cái đó là về cái vấn đề mà Long bán hàng. Thì làm sao mà Long bán được hàng và cũng như là hàng ở đâu mà lấy ra bán? Câu hỏi đó sẽ là một cái vấn đề lớn khi mọi người chơi đúng không? Thì bây giờ á, mọi người sau khi mà mọi người hoàn thành cấp 70 rồi, sau khi mà hoàn thành được các cái mốc nhiệm vụ daily quest hàng ngày rồi, và cũng như tiếp tới á là đạt được cho mình khoảng đâu đó là 210.000 lượt chiến cho tới 250.000 ha, khoảng cái mốc đó là sẽ đẹp nhất.
Đó, rồi, sau khi mà mình đạt được cái mốc đó rồi thì sao ha? Mình sẽ unlock được gần như là mở được hết cái phần size này rồi nè. Cái size này thì Long sẽ có những cái video sau hướng dẫn cách đi cho nó dễ. Đó. Thì có nghĩa là mọi người cứ đi đi, đừng có bỏ hàng, đừng có bỏ ngày nào hết á. Cái này khá là quan trọng ha, bởi vì những cái item của nó, thứ nhất, nếu như hên á, mở ra được những cái đồ ngon á, đem bán cực kỳ có giá luôn. Nói chung là bán xong là mọi người có thể gọi là một bước lên mây luôn ấy. Có nhiều nếu mà hên á, còn nếu mà xui xui bình thường như Long thì mở ra xong bán được 3-4 kim cương gì đó, nó cũng là một cái giá trị cơ bản. Hoặc là dùng nó để update cho cái account của mình nó xịn hơn, để mình đi những cái ải cao hơn rồi kiếm được nhiều đồ hơn. Cái đó là tùy cái quyết định của mọi người. Đó, thì sau khi mà mình xong hết cái này rồi, mình sẽ đến với là cái phần kênh web. Thì sau khi mà mỗi ngày mọi người xong hết nhiệm vụ và cũng như là xong hết side daily arena rồi các kiểu, thì sẽ tới phần kênh web này. Cái phần kênh web này nó khá là quan trọng, bởi vì mọi người xem ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bảng biểu này. Bây giờ mọi người cứ nhấn vào cái con boss đó thì nó sẽ hiện ra những cái phần thưởng mà nó có thể rớt ra. À, trong đây ha. Đó, rồi. Thì mình cứ ra như thế này, mình coi. Nếu như mình thấy cái bộ nào nó phù hợp với mình thì mình cài cái map đó. Thì khi mà nó đã hiển thị cái phần thưởng như thế này rồi á, thì nó mọi người chơi mọi người chắc chắn nó sẽ rớt cho mọi người những cái phần thưởng ở trong đây thôi. Khá là nhiều thứ hay ho. Còn nó có 6 map lận, tuy nhiên là cá nhân Long thường á, Long sẽ spam cái con nhện này thôi. Cái con nhện này thứ nhất, thứ hai là spam cá sấu, bởi vì nó rất là dễ đánh. Thì bây giờ Long sẽ đánh thử cho mọi người coi tại sao mà nó dễ đánh, và cũng như là Long đã quen cái map rồi thì cái việc mà xong một map như vậy Long sẽ tốn khoảng 12 đến 15 giây. À, tùy theo map. Và khi mà chơi càng nhanh á thì cái việc mà mình thúc đẩy cái việc kiếm tiền của mình nó lẹ hơn. Đó, bây giờ Long sẽ phóng bự màn hình lên ha. Rồi, giờ Long lướt thôi. Bởi vì khi mà mình chơi cái này á, mình quen map rồi thì mình sẽ quýnh mấy con quái nó dễ hơn, giống như kiểu là mọi người chỉ cần vào rồi bấm những cái nút đó, sau đó là quái nó tự chết thôi, không có cần phải làm cái gì nữa hết. Kiểu nó quen tay á, thì khi mà mình win nó lẹ. Thay vì bình thường mình đi 1 phút một ải đúng không, thì bây giờ mình đi 15 giây một ải thì nó sẽ ngắt đi rất là nhiều thời gian, không có tốn thời gian cho cái việc cày ải nữa. Thì cái vàng này nè, cái vàng này khoảng 10 m thì mọi người có thể bán được 5-6 kim cương gì đó tùy theo giá thị trường ở thời điểm đó. Nhưng mà càng về sau thì game sẽ càng tiêu nhiều gold này, cho nên là Long nghĩ là cái việc cày gold đem bán là một cái nhu cầu mà rất là nhiều người cần dùng luôn á. Cho nên là nếu như mọi người có chơi á thì cũng nên ưu tiên cái này. Tại vì sao? Tại vì khi mà mọi người tập trung, mọi người cày gold á, mọi người sẽ chỉ để ý cái số gold mình kiếm được thôi. Còn nếu như mọi người tập trung vô cái việc là mọi người kiếm làm sao để có thể kiếm được những cái item, những cái rương, những cái bóc trang bị đó thì nó khó lắm. Kiểu cái tỷ lệ nó rất là thấp nha. Khi mà mình tập trung vô nó nhiều, thậm chí là có khi mình chơi 2 ngày nó không rớt một hộp luôn. Đó, cho nên là hãy tập trung vào cái số vàng mình kiếm được, sau đó dùng cái đó mình đem bán cũng được nữa. Còn nếu mà cảm thấy là khi nào mà hên á, nó rớt cho mình cái rương thì coi như là một cái sự bonus thêm khi mà mình chơi game thôi. Nghĩ như vậy nó sẽ thoáng nhất và dễ chơi nhất. Chứ nếu mà chỉ nghĩ vô cái việc là kiếm cái bốc á, thì đương nhiên cái mục tiêu mình vẫn muốn có bốc. Nhưng mà nếu như mà mọi người tập trung vào nó quá nhiều á, kiểu mình cày khoảng chục ải, 100 ải cái mình cảm thấy nó ngán, cảm thấy nó không chơi được nữa bởi vì mình không thấy nó rớt đồ á. Nhưng mà mình quên là có một cái nguồn tài nguyên cũng rất là quan trọng, đó là về cái phần gold này cũng có thể kiếm được tiền về thông qua cái việc mình bán. Thì như lúc nãy Long có chụp cho Long có cho mọi người xem nè. Đây ha, đó, Long bán được 10 mil với lại cái giá 5 kim cương nè. Ok, đó là một cái phần thu nhập nữa. Để coi mình còn đang treo những cái món gì ha. Rồi hiện tại thì Long còn một cái găng tay với mấy cái hộp linh tinh. Mình cứ treo như thế thôi. Thì mỗi một ngày mình sẽ có 20 lượt treo, rồi một cái lần mà mọi người treo full thì 20 slot. Đó là về cái vấn đề khi mình có premium nha. Ok, rồi cái đó là cái phần kiếm tiền đầu tiên, là mọi người sẽ làm daily quest rất là kỹ ha, và cũng như là cái cách mà mọi người mở được những cái daily quest mới. Rồi cái cách thứ hai là mọi người sẽ đi cần quest sau khi đạt level 70 và đạt được cho mình cái mốc lực chiến cơ bản, là xong hết nhiệm vụ cơ bản rồi ha. Thì khi mà gọi là xong nhiệm vụ cơ bản là xong như thế nào, thì lúc đó nó bắt đầu kêu mọi người là đạt 500k lực chiến, đạt 1 triệu lực chiến. Đó là tới lúc nhiệm vụ cơ bản rồi đó, bởi vì không có làm được mấy cái này nữa, mấy cái này khó vãi ra, cho nên là mình sẽ không có nói ha. Đó, rồi tiếp theo còn gì nữa? Tiếp theo thì ngoài cái việc là mọi người spam mission hàng ngày với lại spam kênh web để có đồ có vàng, à thì sẽ còn một cách nữa, đó là cái arena này
Long vẫn cân nhắc nha, những anh em chơi sâu ấy nhớ và lưu ý kỹ kỹ cái phần này. Đây Long sẽ ví dụ như này, ví dụ như bây giờ mọi người đi cái ải số 1 đi, rồi mọi người sẽ đi tới ải số 10 luôn, tại vì mình cảm thấy quýnh nó dễ quá, cứ vô quýnh là thắng thôi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề á là sau khi mọi người win cái ải số 10 á, nó chỉ cho mình cái phần thưởng của cái ải số 10 thôi, có nghĩa là nó cho mình đúng một phần thưởng như thế nè, nó không cho thêm. À vậy thì có nghĩa là thường thường mình nghĩ là trời nó sẽ cộng dồn từ tầng 1 tới tầng 10 là mình được 10 miếng đúng không? Không 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 không, nó chỉ cho mình đúng một miếng một mà thôi. Rồi ngoài ra thì cái nhiệm vụ cái arena đó nó còn có một cái nhiệm vụ nữa, đó là mọi người sẽ đánh arena và mọi người hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ấy. Đây nè, mình được hai miếng này là khoảng 20W ha, 20W đó. Rồi quay lại cái chỗ arena, chỗ arena này nó khá là cứng, bởi vì là nếu như bây giờ hôm nay nè Long có thể Long quýnh lên được tầng 89 luôn ấy, tuy nhiên là nếu như Long quýnh thẳng lên trên đó đó thì nó chỉ cho Long có 50W thôi, nó không có cho hết cái chuỗi này, nó chỉ cho đúng một lần ở trên tầng 89 thôi. Thì thay vì làm như vậy á, Long mất cả thu nhập của cái việc làm nhiệm vụ hàng ngày ở ngoài kia là 20W cũng như là 50W hàng ngày của mỗi cái tầng này nữa. Cho nên á là cái việc cái lựa chọn của Long ở thời điểm hiện tại á, Long chỉ đánh từng tầng thôi. Ví dụ như hôm nay Long đánh một tầng rồi nhận cái phần thưởng của tầng đó, xong rồi ra ngoài nhận cái nhiệm vụ hàng ngày là được 70W, cứ như vậy mình duy trì theo ngày thôi. Còn nếu bây giờ mình dập một lượt lên tới đây nè, cái mình kẹt cứng nó trả luôn, mà đặc biệt là nó không cho mọi người đánh lại nha, nó không cho mình đánh lại cái map đó, cho nên là Long phải chơi cách này. Tại vì ban đầu á Long chơi 2 ngày là Long đã lên được tầng 79 rồi, à không, 777, khoảng 4-5 ngày gì đó mới lên được tới tầng đó, mà kiểu giống như là mình đánh một lượt cho nó lên luôn ấy, chứ mình không có tích từng ngày á mọi người. Cho nên là Long bị thất thoát khá là nhiều cái nguồn watch. Thì đó là một cái chia sẻ để mà mọi người chi ly hơn ha, chi ly hơn trong cái việc kiếm watch thôi, để không có mắc phải cái sai lầm này, khá là tiếc. Tại vì có rất là nhiều tầng, nói chung là nó cho nhiều lắm, mà bây giờ Long bỏ quá trời luôn. Rồi ví dụ như sau này mà Long full thì cái nhiệm vụ hàng ngày Long cũng không làm được nữa, mất mát khá là nhiều ha. Đó, đó là cái phần lưu ý nữa. Rồi còn một điểm nữa là Long thấy có một vài anh chị trong nhóm đang dùng cách này để kiếm tiền, đó là mọi người sẽ đi rà những cái vật phẩm giá rẻ, sau đó mọi người gom lại sau đó đem bán đi. Thì cái này thì Long không có kinh nghiệm nhiều lắm, Long thật sự là Long không có kinh nghiệm nhiều lắm trong cái phần là đi gom lại hàng rẻ xong bán lại hàng giá cao ấy. Mình kiểu mình không có duyên ấy, mình vô coi lúc nào giá nó cũng cao hết trơn á, không ai bán hố hết. Thì với lại có một cái cách nữa, đó là mọi người có thể lựa coi những cái mặt hàng nào mà chưa có người bán thì mình tìm cách để mình kiếm nó, xong mình đem treo lên mình đem bán cũng được. Thì đó là một trong những cái cách mà dạng kinh doanh ha, thì Long gợi ý thôi. Còn làm như thế nào thì Long vẫn không có hiểu rõ lắm, tại vì Long cày không à, thật sự là Long cày rất là nhiều ha. Ok, và đó là về cái cách kiếm rõ ràng ha, rất là rõ ràng. Thì nếu như mà có những cái gì đó mà nó không có rõ thì mọi người có thể comment dưới video, rồi chúng ta tương tác với nhau để hiểu rõ hơn một xíu. Và những cái chuỗi video sau á, Long sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người cách để mọi người có thể upgrade cái lực chiến của mình lên. Và bởi vì sao? Bởi vì cái lực chiến nó rất là quan trọng ha. Với lại khi mà mọi người unlock cái lực chiến lên á, thì cái nhiệm vụ hàng ngày nó cũng mở ra thêm nữa. Ví dụ như bây giờ Long chỉ cần đạt được cái mốc 800k thôi, 800k thì Long sẽ có được cho mình một cái nhiệm vụ, đó là 800.000 nè, đó 800.000 với level 70 ha, là được 40W nữa đó. Rồi nếu mà lên được 1M thì được cái nhiệm vụ 60W nữa. Nói chung là cái nhiệm vụ này khá là thơm nha, đánh giá cao. Đó, thì cái việc đạt lực chiến cao, mình sẽ được nhận nhiều cái cơ hội để mà kiếm tiền hơn. Và cũng như á, là khi mọi người lực chiến cao á, mọi người sẽ được tham gia vô nhiều cái ải nó xịn hơn á, kiểu mình đi duo với mấy ông xịn xịn á, rồi mình đu mấy cái map cao á, xong rồi mình gom được những cái món đồ xịn rồi mình đem bán thôi. Thì cái đó nó sẽ ngon hơn, tại vì hiện tại cái lượng người chơi cũng khá đông, mà mình cứ spam mấy cái đồ bình thường thì nó không có giá trị nhiều lắm, tại vì ai cũng spam ra được rồi. Cái giá nó cũng khá thấp, cho nên là Long hướng đến là cái xa hơn. Tuy nhiên là vàng là một cái gì đó rất là thiết yếu, cho nên là Long vẫn đề cập là mọi người nên cày vàng ha. Cày vàng thì kiểu cần xiên thôi là có tiền rồi. Ok, rồi thì
Ngoài cái việc là những video sau, Long sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nâng trang bị, nâng vũ khí, rồi mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người cách đi ải sao cho nó lẹ nữa. Có nhiều cái ải mà mọi người chỉ cần đi chút xíu là xong rồi, không cần phải gom hết quái á. À, cho nên là ở video sau Long sẽ làm tiếp ha. Ok, và hẹn mọi người ở video sau.